Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình thấy một số bạn có đặt câu hỏi là cái cuộc thám hiểm vật thẩm này thì mình sẽ đăng ký ở khoảng 3K hoặc là không đăng ký. Mình khuyên các bạn là các bạn 100% nên đăng ký ở cái khoảng 3K kim cương đi các bạn. Mục tiêu đạt được khá là đơn giản luôn. Nếu các bạn có tầm nắm trong tay tầm khoảng 7-8 con hệ nhanh nhẹn là có thể đạt được. Với điều kiện là các bạn phải ôn thường xuyên và ban các bạn cũng phải ôn nha các bạn. Thì cái này cũng đơn giản thôi, lúc đầu nó sẽ cho mình để vào 10 con tướng, sau đó thì mình sẽ đánh những ô đó chiếm thành hoặc là chiếm đất, thì những ô này nó sẽ sản sinh ra một cái năng lượng theo cái mức độ của ô các bạn, sau đó mình nâng cấp lên từ từ, nâng cấp cái thánh vật lên rồi tăng sức mạnh, rồi thì mình sẽ đánh boss làm những nhiệm vụ thì thăng thăng bậc lên vậy thôi. Hiện tại thì mình đang mở được hơn 5 5 cái mảnh đá tím, mình nên thử không các bạn? Thử luôn, thử nhặt nhặt được gì nha. Hai phút